Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 7 tháng 12, thành phố Châu Đốc ghi nhận 32 bệnh mới, trong cộng đồng không, trong khu phong tỏa không, trong khu cách ly tập trung 8, khu cách ly trường Châu Thị Tế 8, trong khu cách ly điều trị 24, bệnh viện đa khoa khu vực 11, bệnh viện Nhật Tân 13. Tổng số F0 phát hiện tại Châu Đốc là 2.517, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 1.808, tử vong 88. 15 trường hợp tử vong từ ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến 6 tháng 12 năm 2021 đã có mã số bệnh nhân, hiện đang quản lý điều trị 621, trong đó có 325 F0 được điều trị tại nhà từ ngày 3 tháng 11 năm 2021. Cách ly điều trị, bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc 52, bệnh viện Nhật Tân 62 F0. Ngoài ra, Bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 9 F0 của Châu Phú, 4 F0 của tỉnh Biên, 14 F0 của Tân Châu, 6 F0 của Phú Tân, 5 F0 của An Phú, 1 F0 của Tri Tôn. Trung tâm Y tế cơ sở điều trị 13, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 47, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú 122, cách ly tại nhà. Bệnh mới 32, chuyển tầng điều trị 17, khỏi bệnh 137, tử vong chưa có mã số bệnh 1 hiện đang quản lý 325. Cơ sở cách ly tập trung 121, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú 16, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 33, bệnh viện Nhật Tân 14 F1. Ngoài ra, bệnh viện Nhật Tân còn 2 F1 của Tân Châu, 3 F1 của An Phú, 2 F1 của Phú Tân, 1 F1 của Châu Phú. Trường Thủ Khoa Huân 7, trường Châu Thị Tế 43, cách ly tập trung. Trong thành phố có 2 điểm cách ly các trường hợp không triệu chứng trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, dân tộc nội trú và một điểm cách ly điều trị, trung tâm y tế thành phố Châu Đốc, quản lý 404 người, 5.164 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly, cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 2.656 người và 9.280 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường.